Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Tuấn Hiền Couple. Thì đây là video thứ hai trên kênh mới của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái video gọi là đơn giản với cuộc sống hàng ngày của mình và Bé Hiền sẽ diễn ra như thế nào mọi người nhá. Thì mình mới ngủ dậy xong, Bé Hiền thì vẫn đang ngủ cho mọi người xem. Bé Hiền thì vẫn đang gọi là say sưa lắm mọi người. Ok, thì việc đầu tiên mình phải làm trong tất cả những thường ngày thôi là mình phải dọn dẹp lại quán rồi nhá, dọn dẹp quét này, lau bàn này, lau sàn này. Đó, thì sau công việc này thì mình sẽ đi chuẩn bị đồ bán chiều bán tối mọi người nhá. Đó, cái thường ngày là mình sẽ xếp bàn ghế, quét nhà này, quét nhà xong rồi lau nhà, lau nhà xong rồi là lau bàn. Thế là xong mọi người ạ. Đấy. Sau 30 phút thì mình cũng đã lau nhà này, quét nhà này xong này. À, còn lau bàn chưa xong thôi. Lau bàn thì để tí đi, hoặc là chiều đi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đồ trong tủ lạnh xem thiếu những cái gì. Hàng ngày mình hay dùng đi đồ là mình bán ốc là có những kiểu lá chanh, sả, gừng, tỏi, ớt linh tinh đấy. Thì xem thiếu những cái gì mình sẽ làm nhé. Đó. Thì tủ nhà mình đây. Này. Úi trời ơi, nhiều đồ chưa? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xem hình như là hết sả này, hết lá chanh này, hết ớt này. Úi dồi ôi, cái gì cũng hết, cái gì cũng phải làm, làm thôi, cái gì đến tay mà mọi người ạ. Bé Hiền thì thôi cho đang bụng giang mạ chửa đấy, thì thôi cho ngủ tiếp đi, ngủ thoải mái đi, xong rồi chiều dậy làm sau đấy, chiều dậy xem có cái gì chưa làm thì làm sao thôi. Bây giờ đang gói hũ tạo sữa mọi người đấy. Mọi người thấy vất vả kiếm một sữa cho con cũng phải, có phải đơn giản đâu mọi người. Để mình dựng cái điện thoại đây cả. Sáng mình thường thường mình dậy 9-10 giờ mình dậy mình chuẩn bị đồ hết một loạt xong rồi mình đi ăn cơm. Nhưng mà hôm nay chắc là bánh thiệt ngủ chắc không nấu cơm đâu. Mời mọi người nhé, Milo hỗ trợ từng tình này. Ok. Bây giờ thì thôi, đi làm tiếp đây. Bye bye. Thôi, bây giờ thì mình đi làm tiếp là mình sẽ không quay đâu. Thì lúc nào mấy Hiền dậy hoặc là mình sẽ rảnh cái gì mình quay mọi người tiếp nha. Bây giờ thì bye bye mọi người, đi làm đây. Bye bye. Bye bye. Đến giờ rửa bát rồi, về luôn. À, vừa nãy quên là mình phải đi rửa bát đó mọi người. Mình đi tráng bát thôi, có người rửa bát cho rồi. Thôi, rửa bát đây nhá. Bye bye. Máy thế điện thoại chống nước không sao mọi người ạ. Rửa bát xong rồi mọi người ấy, điện thoại chắc không sao, rơi nước chắc không sao đâu. Thì đây là mình vừa cân sốt xong, đây là sốt là mình đây mình sẽ nấu, đây là sốt sả ớt để làm sả ốc đấy mọi người. Đấy, đây mình sẽ nấu chín lên cho đấy. Thôi xong hết cả. Không phải đâu, nó bị ở đấy. Ở bên kia còn đấy, ui giời. Tăng nước vào cho. Đấy, nó phải mồi. Đấy, nước ra xịn sò lắm mình. Đấy, còn đây là sốt măng đậu mọi người nhá. Thì mình sẽ nấu hai cái sốt lên. Xong thất thủ. Thì đấy, thì công việc hàng ngày của mình buổi sáng chỉ có thế thôi. Xong rồi mình sẽ một là đi ăn, hai là nấu cơm. Xong rồi tí mình sẽ gọi bé Hiền dậy đi thôi. Cho cháu bình ga chú nhá. Vâng. Sáng thì chưa bán được gì, mất mấy trăm nghìn tiền gạo rồi ạ. Đây mọi người để xem này, từ hai nồi sốt đỏ lần lừng lần lợi này. Yeah.
Dậy đi anh em. Cái cái giường quạt cạp bánh. Dậy đi. 2 giờ rồi. Dậy đi, để cho em bé ăn mới đi nghe. Nhưng ơ thì vậy là quay video này. Ủa sao mà hướng này nó đen quá nhỉ? Dậy đi. Em mua đồ ăn đây kìa. Bảo ăn phở ăn nhúm nữa không ăn. Cứ thích bánh mì sữa. Bánh mì sữa này. Dậy đi, dậy đi. Dậy đi, dậy đi. Đây là trong trung tâm bánh tăng mơ ngủ. Ôi ôi. Đi xem bé này, đi xem bé này, xem bé này. Em bé đâu? Em bé đâu? Bỏ ra xem em bé cái nào. Em bé đâu? Đâu em bé đâu thế nào? Thôi dậy đi. Đây anh ra ngoài này, anh dọn dẹp tiếp đây. Thôi ra ngoài này nằm nằm tí nhỉ. Đây, những gì? Mấy dần thì lại không thích ăn không phải hút ăn mà là chưa dậy, toàn 1-2 giờ dậy cho nên mình nhỉ. Rồi mua sữa này, bánh mì này, bánh mì này. Dậy đi nhá, dậy đi. Đấy. Hiện tại là bây giờ đang là 8 giờ tối rồi mọi người ạ. Đây là khuôn viên ở ngoài của quán mình này. Ôi giời, hát đấy mọi người. Đây là bé Hiền. Đây là Bông. Đây là Bông Hiền. Đây là Bông Hiền. Bông ơi, Bông, Bông. Mẹ Hiền đó. Mẹ bầu này nữa. Alo mẹ bầu. Làm gì ấy? Hả? Đi vào đây đi. Thì đấy mọi người ơi, cái video của mình ấy thì nó không là cũng, bây giờ cũng là làm gì ấy? Đúng rồi, đúng rồi. Con Bông người rất là mất dạy, giống ít thằng chủ đó mọi người. Thì video của mình chắc cũng nên là kết thúc video tại đây rồi mọi người. Tại vì bây giờ cũng là hơn 8 giờ rồi ấy, thì để mình khách vào mình còn làm nữa ấy. Thì hẹn mọi người vào video tiếp theo mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người. Nói đi. Bye bye. Bye đi. Bye bye. Bye hẳn hoi vào. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Cầm tự cầm chào nhé.